Hello. Xin chào ông bà cô chú, các bạn các em. Rồi lúc đó tại gia đình trên kênh bếp nhà của mẹ Crystal Trần. Mọi người ơi, hôm nay là mùng 2 Tết. Trên đường đi ăn trưa ghé qua nè. Đây là chùa Tịnh Xá Giác Lý. Tôi ghé qua hồi nãy mới tức thời đã thắp hương để xin lộc đầu năm cho con gái và cho mình. Đó. Đây. Đây. Chùa rất là đẹp nha, lần đầu tiên mình đến chùa này đó. Chay và có mua cái chút gì để làm quà cho gia đình vì bán đồ ăn chay đó. Đó. Đây, đây là đằng sau. Quang cảnh đằng sau của Tịnh Xá Giác Lý này. Cái nước nè, người ta làm thành cái tháp rất là đẹp nha, các bạn thấy không, rất đẹp nha. Đó, đây, đây là những cái nước này. Đây là cái đào nở rồi đây, rất là đẹp nha. Đào thì chùa thì cũng mới dời về đây cho nên vẫn còn ngổn ngang các thứ đó, các bạn biết không, chưa có làm xong hết, nhưng có những cái đền thờ chính thì họ làm nè, họ làm xong rồi, họ để cho mình đi viếng vào ngày đầu năm.
chuyện để mà giới thiệu với các bạn quý Phật tử cũng như các bạn các em chùa, gọi là chùa nhưng chỉ là một cái thiền am tịnh xá nhỏ nhỏ. Thơm quá. Cho các bạn coi chánh điện một lần nữa nè.
Rồi 2 phút nữa. Có phải đủ phút mình mới post được. Tại vì có người ta đó con. Đúng rồi. Vui vẻ. Ba đợi tới mới về ăn đó. Cúng thì hỉ mà.